Bạn mong muốn trở thành một coach, một người khai vấn, nhưng bạn lại chưa có kinh nghiệm coaching thực tế. Bạn mong muốn làm công việc cố vấn, tư vấn hay một nhà đào tạo, nhưng bạn lại chưa có khách hàng. Đây là một mâu thuẫn mà rất nhiều người gặp phải. Một mặt họ mong muốn được chia sẻ những giá trị, những kinh nghiệm của mình, nhưng mặt khác họ lại chưa có những trải nghiệm, những kinh nghiệm trong thực tế, trong lĩnh vực đó. Vậy làm thế nào để có được sự tự tin và uy tín cần thiết để bạn có thể bắt đầu xuất hiện? Video này sẽ cho bạn câu trả lời. Trước hết, hãy để tôi nói với bạn điều này. Đó là hãy thừa nhận và trân trọng việc bạn đang thiếu kinh nghiệm lúc này. Bạn thân mến, có thể lúc này đây bạn đang cảm thấy rất khó chịu, rất tự ti vì mình đang là một gương mặt mới, vì mình chưa hề có kinh nghiệm, thậm chí chưa có những khách hàng đang trả tiền cho dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không ở nơi này lâu đâu. Tôi tin chắc như vậy. Chỉ một vài tháng nữa thôi, bạn sẽ có những khách hàng đầu tiên của mình, bạn sẽ dần tích lũy những kinh nghiệm quan trọng cần thiết cho công việc của bạn. Và bạn sẽ không trở lại vị trí ban đầu, vị trí không có kinh nghiệm này một lần nào nữa. Vì vậy, hãy đón nhận và thừa nhận cảm giác tự ti, lo lắng, hồi hộp trong mình lúc này. Hãy ghi nhận chúng và coi chúng là những động lực để bạn có thể học hỏi và phát triển mình nhiều hơn nữa, để cảm thấy hào hứng với những kinh nghiệm trước mắt bạn. Nào giờ hãy nói về kinh nghiệm. Hãy hiểu một điều rằng, bất cứ lĩnh vực bạn đang làm lúc này là gì, cho dù là kinh doanh, là coaching, là đào tạo, hay là viết một cuốn sách hoặc làm nghệ thuật, thì tất cả chúng ta đều bắt đầu từ một xuất phát điểm giống nhau. Đó là không có kinh nghiệm. Và cho dù bạn tự học hay được đào tạo một cách bài bản, thì nếu như bạn chưa bước ra ngoài và chưa có những trải nghiệm thực tế, thì bạn vẫn sẽ không được coi là có kinh nghiệm. Có thể bạn có rất nhiều kiến thức hay những giải pháp trong đầu bạn, nhưng liệu những điều đó đã đủ để một ai đó có thể trả tiền để làm việc với bạn hay không? Có lẽ là không, cho đến khi bạn đem những kiến thức, những giải pháp đó áp dụng vào trong thực tế và tạo ra được những kết quả tuyệt vời cho khách hàng của mình. Vì thế, điều kiện cần để có thể kiếm được tiền từ những kiến thức, những giải pháp của bạn, đó chính là kết quả bạn tạo ra cho mọi người. Nếu như không có những kết quả cụ thể, thiết thực, thì những kiến thức vẫn chỉ là những thông tin bạn thu nạp được ở trong đầu bạn mà thôi. Kết quả của khách hàng chính là thứ chứng chỉ đích thực để phản ánh năng lực làm việc của bạn. Nhà bác học Einstein có nói rằng, nguồn kiến thức duy nhất chính là kinh nghiệm. Vậy thì chúng ta sẽ đi đến một câu hỏi tiếp theo ở trong đầu bạn lúc này, đó là: vậy thì làm thế nào để có thể tạo ra kết quả cho mọi người khi mình đang chưa có khách hàng nào? Câu trả lời rất đơn giản, đó là hãy tự kiến tạo ra kinh nghiệm cho mình bằng cách làm việc miễn phí, bằng cách coaching miễn phí, tư vấn, cố vấn, đào tạo miễn phí. Khi tôi bắt đầu công việc coaching của mình, tôi đã coach miễn phí cho rất nhiều người. Lý do tôi làm việc này đó là đây là một cách để tôi có thể kiểm chứng những kiến thức, những điều mình đã học được để xem đâu là thứ thực sự hiệu quả với khách hàng, đâu là thứ không thực sự hiệu quả. Ngoài ra, quá trình làm việc miễn phí như thế này cho tôi rất nhiều những hiểu biết sâu sắc về khách hàng của mình. Các bạn thân mến, khi các bạn kết nối và thấu hiểu khách hàng của mình sâu sắc chừng nào thì nó sẽ tốt chừng đó cho sự nghiệp của bạn. Và lý do thứ ba tôi làm coaching miễn phí khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình là bởi vì nó giúp cho tôi có được những trải nghiệm, những testimonials của khách hàng, những chia sẻ nói rằng Ruby đã thay đổi cuộc đời của tôi như thế này. Các bạn biết không, đây là những công cụ vô cùng giá trị cho công việc của bạn. Vì vậy, nếu như tôi là bạn lúc này thì tôi sẽ dành ra ít nhất 3 tháng tiếp theo để làm việc với tối thiểu 10 khách hàng và giúp cho những người này đạt được những kết quả thực sự tuyệt vời. Hãy coi đây là một sự đầu tư quan trọng và cần thiết cho một công việc mà rất có thể bạn sẽ làm trọn đời. Cái bạn thực sự làm ở đây đó chính là trao đổi dịch vụ của mình để đổi lấy kinh nghiệm và trải nghiệm của khách hàng. Nếu như bạn thực sự nghiêm túc và dành 3 đến 6 tháng tiếp theo trong cuộc đời của mình để coach, để khai vấn, để cố vấn, để làm đào tạo với tất cả những người mà bạn có cơ hội tiếp xúc, tôi tin chắc chắn rằng bạn sẽ có cả một kho tàng kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá cho công việc của mình. Và câu hỏi ở đây chỉ là bạn có sẵn sàng cho sự đầu tư này chứ? Còn nếu như bạn mong muốn có một phép màu nào đó để chỉ qua một đêm không phải làm gì cả mà mọi người ca ngợi và ghi nhận về năng lực cũng như kinh nghiệm của bạn, thì rất tiếc tôi không có gì để chia sẻ với bạn ở đây cả.
Và một cách thứ hai để có thể có những kinh nghiệm, đó chính là hãy tận dụng những trải nghiệm cá nhân. Mỗi người trong chúng ta đều có rất nhiều những mối quan hệ. Rất có thể là bạn chưa từng làm việc hay xuất hiện trong vai trò của một người coach, một người khai vấn, một nhà tư vấn hay một nhà đào tạo. Tuy nhiên, tôi tin chắc chắn rằng đến thời điểm này trong cuộc đời của bạn, bạn cũng đã từng giúp đỡ, bạn cũng đã từng lắng nghe, đưa ra định hướng hay lời khuyên cho một ai đó, phải không nào? Vì vậy, hãy tận dụng những trải nghiệm này. Hãy hỏi bạn bè, đồng nghiệp hay những người mà bạn từng giúp đỡ xem họ nghĩ về bạn như thế nào và liệu họ có sẵn sàng viết một vài lời cảm nhận về bạn hay không. Đây cũng chính là cách mà tôi bắt đầu công việc cố vấn của mình ở độ tuổi ngoài 20. Hiển nhiên ở vào độ tuổi đó, ở vào thời điểm đó, tôi không có được những kinh nghiệm làm việc thực tế khi mới bắt đầu. Thế nhưng tôi đã tận dụng những cảm nhận của mọi người về tôi ở dưới góc độ của một con người, rằng Ruby là một người luôn tận tâm với công việc, luôn làm hết mình và luôn có những sáng kiến tuyệt vời. Chính những testimonials này cũng vô cùng giá trị đó. Điều tôi muốn nói ở đây đó là hãy thực sự nghiêm túc và có chiến lược trong việc xây dựng danh tiếng cho mình. Cảm nhận của người khác về cá nhân bạn cũng hoàn toàn có thể giúp bạn từng bước gây dựng uy tín cho mình. Vậy là trong video này tôi đã chia sẻ với các bạn cách để có thể tích lũy được kinh nghiệm và xây dựng uy tín cần thiết để bạn có thể bắt đầu xuất hiện trong vai trò của một người coach, một nhà đào tạo, một chuyên gia tư vấn mà bạn mong muốn trở thành. Và nếu như bạn đang mong muốn phát triển công việc coaching, đào tạo hay tư vấn, cố vấn của mình, chắc chắn bạn không muốn bỏ lỡ workshop nghề truyền cảm hứng. Đây là workshop miễn phí, trực tuyến mà tôi thực hiện để giúp cho các bạn định hướng, trao cho các bạn những công cụ để có thể phát triển công việc coaching, đào tạo của mình một cách chuyên nghiệp, chân thực và đầy sức ảnh hưởng. Hãy xem thông tin đăng ký ở phần cuối video này nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và hãy nhớ rằng, thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Bạn mong muốn trở thành một người truyền cảm hứng, dùng chính những kiến thức, những trải nghiệm của mình để làm giàu cho bản thân và tạo ra giá trị cho cuộc đời. Nếu đó là bạn, chào mừng bạn tới với workshop trực tuyến Nghề Truyền Cảm Hứng, hoàn toàn miễn phí. Cách duy nhất để có thể học workshop này là tham gia vào nhóm Facebook Đánh Thức Viên Ngọc Trong Bạn, nơi sẽ diễn ra 9 buổi chia sẻ vô cùng giá trị này. Đã đến lúc bạn xuất hiện như một người truyền cảm hứng bạn hằng mơ ước và đem lại những giá trị mà chỉ bạn mới có thể tạo ra.